Theo Economist, Nga đang chi tiêu ít một cách đáng ngạc nhiên cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khiến Nga phải trả giá đắt về mặt địa chính trị. Thế nhưng phân tích mới của tờ Economist cho thấy, Moscow thực sự chi một khoản kinh phí nhỏ cho xung đột đang diễn ra. Theo Economist, chi phí tài chính trực tiếp cho cuộc xung đột ở Ukraine chi tiêu cho binh lính và trang thiết bị vũ khí, ước tính chiếm khoảng 3% GDP của Nga, tương đương khoảng 67 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Khoản chi tiêu hiện tại của Nga không thể so sánh được với những gì mà nước này từng bỏ ra trong lịch sử. Trong Thế chiến II, Liên Xô đã chi khoảng 61% GDP, còn Mỹ chi khoảng 50% GDP. Tuy nhiên, con số 3% GDP mà Nga phải chi cho xung đột hiện nay ở Ukraine vẫn cao hơn nhiều so với cuộc chiến ở Afghanistan. Khi tham chiến ở Afghanistan, Liên Xô phải rót 0,4% GDP. Một trong những lý do giải thích việc chi tiêu ít của Nga cho cuộc xung đột hiện nay là xuất phát từ yếu tố kinh tế quốc phòng. Các lực lượng vũ trang ngày nay hiệu quả hơn nhiều so với trong quá khứ khi công nghệ ngày càng phát triển. Quân đội sẽ cần ít người và khí tài hơn khi tham chiến. Trong cuộc họp lần thứ 12 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, nhóm quy tụ tất cả 31 quốc gia NATO, cũng như một số quốc gia không liên kết, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ và các đồng minh đã rót 65 tỷ đô la Mỹ vũ khí vào Ukraine. Nga liên tục nhấn mạnh các cuộc tấn công của nước này chỉ nhắm mục tiêu quân sự hoặc mục tiêu kép ở Ukraine. Moscow cũng cáo buộc Kiev thực hiện các đợt pháo kích và tên lửa nhằm vào các thành phố gần tiền tuyến của Nga, khiến nhiều người thương vong. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.